Alo, sao lâu quá vậy? Giờ này chưa cho tao đi điểm nữa. Tao đứng ở đây gần nửa tiếng rồi. Lẹ lẹ giùm cái đi. Alo. Trời ơi, sao lâu quá vậy? Giờ có lấy hàng không? Để nói biết chứ. Trời ơi, gì vậy bà này? Dạ em xin lỗi anh, em xin lỗi. Trời ơi, thiệt luôn á. Lần sau cẩn thận chút đi. Ủa đâu rồi? Đâu rồi? Có lấy hàng không? Để nói biết chứ. Trời ơi, gì vậy bà này? Dạ em xin lỗi anh, em xin lỗi. Trời ơi, thiệt luôn á. Lần sau cẩn thận chút đi. Anh trai, nãy giờ anh thấy bà chị dìu một cô gái đi ngang qua không anh? Như có, nãy hai đứa nó đi đúng này nè. Cảm ơn anh. Em gái, em gái, em gái, sao em lại ngủ ở đây vậy? Sao em lại nằm đây? Em gái à, ly nước của em bị bỏ thuốc. Lần sau đừng quá tin tưởng vào người lạ. Chị đi đánh lạc hướng hắn ta. Chị đã gọi người tới giúp em rồi. Cô này vắng người quá, chị không kịp tìm ai cùng giúp em cả. Hey, mày giống nhỏ kia ở đâu? Anh nói cái gì vậy, tôi không có hiểu. Tao hả? Mày giấu nó ở đâu? Dám phá mối làm ăn của tao hả? Lần sau bớt lo chuyện bao đồng lại. Ê anh kia, anh làm gì vậy? Chị ơi, chị ơi, chị có sao không chị? Chị ơi, các cô gái trẻ hãy cẩn thận và không được quá tin vào người lạ, nhất là khi mới gặp lần đầu tiên, phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Còn chúng ta khi gặp chuyện bất bình hoặc kẻ xấu, hãy liên hệ thêm người hỗ trợ giúp đỡ, đừng hành động một mình vì sẽ có thể dẫn đến nguy hiểm.